Quay trở lại với kênh của Phạm Huấn nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái sản phẩm cái máy rung của bên em. Đấy, thì đây em sẽ giới thiệu trực tiếp cho các bác. Các bác thấy không? Nó rung cực kỳ khỏe luôn. Nhiều bác thì cứ bảo là sao sản phẩm nó bé, thế đây em đo thực tế cho các bác xem nhá. Chiều dài là 10 này. Đấy, chiều rộng cũng là 10 luôn. Đây, tổng thể của máy là 12 các bác nhá. Đấy, nhỏ nhưng nó có võ. Nhiều bác cứ bảo sao nó nhỏ. To nhỏ không quan trọng, quan trọng nhất là nó rung khỏe các bác nhá. Đấy, cho nên mình để ý này, sản phẩm đây. Em bao bền bao tốt cho các bác luôn. Chứ không nhiều lúc gửi hàng đến các bác lại bảo sao nó nhỏ thế. To hay nhỏ nó cũng không quan trọng lắm đâu các bác. Quan trọng là chất lượng của máy. Thứ hai là nó rung khỏe là ok. Đấy, máy thì sử dụng điện là 12V. Đấy, nó rất là khỏe và an toàn cho người sử dụng. Đây, các bạn có nhu cầu có thể liên hệ. Xin chào lại các bạn video sau.